Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review nhanh một cái laptop do Asus, dòng notebook rất là đẹp. Đây các bạn, rất là đẹp. Màn hình này là 14 inch nha các bạn, nhỏ rộn. Nhìn bề ngoài thì cái Asus này rất là đẹp, mỏng, rất vừa bạn cho các bạn làm văn phòng hoặc là các bạn mua máy về để các bạn đi di chuyển nhiều á, thì các bạn dùng dòng máy này rất là gọn luôn. Thì máy này có cái cổng như là cổng audio nè, cổng USB nè, mặt bên đây thì có một cái cổng HDMI, một cái cổng USB, cổng sạc và cái cổng USB Type-C. Mình sẽ mở máy cho các bạn xem nha. Bàn phím rất là im, im và đẹp. Bây giờ mình sẽ khởi động máy. Mình sẽ khởi động máy xong các bạn kiểm tra cấu hình. Dùng ổ SSD nên chạy rất nhanh các bạn. Rồi, máy này mình đã cài sẵn Windows rồi nè, và các bộ Office nè, và Excel Sheet nè, và cái chương trình điều khiển từ xa AnyDesk để cho khi mà các bạn cần cài đặt gì đó, thì mình sẽ hỗ trợ điều khiển từ xa cài đặt cho các bạn. Pin cũng khá tốt nha các bạn, 1 giờ 12 phút này mới có 32% thôi. Wi-Fi mình đã kết nối rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ truy cập vào mạng cho các bạn xem nè. Rồi mình test thử một bài nha các bạn, mình review nhanh thôi. Lo rất hay các bạn, lo rất hay. Để mình chuyển sang bài khác xem có bị lát không các bạn. Rất hay, rất im, không lót. Máy này để các bạn nghe nhạc xem phim thì cực im rồi. Để mình xả một chút coi nó có bị lót không. Không lót luôn các bạn, chạy quá mượt luôn, rất im. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem có hình nè. Đây, cho các bạn xem cấu hình. Đây là dòng laptop của Asus, hãng Asus nè, dòng VivoBook X409MA nha các bạn. CPU là N4020 ha, RAM là 4GB. Định cho các bạn xem card đồ họa. Card đồ họa là UHD Graphics 600. Rồi, tiếp tục mình sẽ cho các bạn xem ổ cứng nè. Đây, bạn thấy không? Ổ cứng là 256GB nha các bạn. Đây lỗi SSD đó các bạn. Các bạn nãy thấy khởi động rất là nhanh đó. Ở đây có sẵn hệ điều hành Windows 64bit bản quyền nha các bạn. Mình sẽ giảm cái dung lượng ổ C lại để chừa một phần để các bạn lưu dữ liệu. Cái này mình sẽ làm cho khách. Máy này mình vừa mở ra
mình cài đặt Windows, cài đặt các ứng dụng và thiết lập Windows rồi. Rồi với cấu hình máy này thì đủ dùng rồi các bạn. Các bạn làm văn phòng, các bạn buôn bán gì trên mạng đó thì các bạn đủ dùng rồi. Máy này để lướt web chơi game thì chắc ăn là nó không được rồi. Chơi những game nhỏ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trong cái máy á, thì nó đi kèm theo những cái phụ kiện nào. Đây là nguyên hộp của nó, mình vừa mở ra nè. Cho khách gấp quá nên mình chưa có kịp review, giờ mình review nhanh lên cho các bạn xem. Đây là các sách hướng dẫn sử dụng nè. Đó. Bên đây đó là sạc nha các bạn. Đây sạc. Full box luôn các bạn. Có sạc, có sách hướng dẫn sử dụng. Có phiếu bảo hành trong đây luôn các bạn. Rồi. Thì bạn nào cần một cái máy như thế này á thì các bạn liên hệ với phần thông tin mô tả của video á, mình có để phần thông tin liên hệ đó, các bạn liên hệ với mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha.